Em Thư Hoài đây, xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay Thư Hoài lại có một cái dòng dép da để giới thiệu cho tất cả các anh chị hàng mới nhất thế này. Thì lời đầu tiên Thư Hoài sẽ xin chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và mời tất cả các anh chị theo dõi sản phẩm mới. Đấy, đấy, sản phẩm rất đẹp nha anh chị nha. Riêng đôi dép này đi vào thì chỉ có đẹp trai trở nên. Và chất lượng thì Thức Hoài sẽ cam kết. Đấy, sản phẩm này là sản phẩm da thật 100% và có bảo hành cho tất cả các anh chị. Một, nổ da, hai, bật đế, ba, gãy đế. Ba yếu tố quan trọng nhất của sản phẩm này em đã bảo hành cho tất cả các anh chị. Một, đôi như này trong vòng một tháng nếu bị nổi em sẽ đổi cho các anh chị một cái sản phẩm đúng số tiền và giá trị cái sản phẩm anh đã mua, anh chị đã mua, mà anh chị không phải mất bất cứ một loại phí nào khác cả. Thì hôm nay Thức Hoài sẽ xin giới thiệu chất lượng ở đây. Tại sao mà Thức Hoài dám cam kết 100% là sản phẩm thật và sản phẩm chất như thế? Thứ nhất, sản phẩm bên Thức Hoài làm ăn có uy tín lâu dài, cũng đã đăng ký logo nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Thứ hai, bán hàng ra có địa chỉ, có số điện thoại để cho tất cả các anh chị trao đổi và có thể gọi được trực tiếp cho người bán hàng như em. Đấy, và em bán hàng là không như những đơn vị khác, chỉ có bên ship được gọi được. Nhưng em bán hàng ra thì tất cả các anh chị đều gọi được cho em và đều có thể kết bạn Zalo với em. Em mong rằng các anh chị mua sản phẩm ở đây một lần, lần sau các anh chị muốn sử dụng lại vẫn cứ thích đến với Thức Hoài để Thức Hoài tư vấn. Đó là một điều bán hàng có tính chất lâu bền, tính chất xây dựng thương hiệu. Đấy, cho nên là những người người ta đã làm có tính chất lâu bền thì người ta phải giữ được cái thương hiệu, giữ được cái uy tín cho tất cả các anh chị. Cho nên là em giới thiệu như thế để các anh chị biết rằng, kể cả nhé, em nói cũng có những cái sản phẩm như thế này, thế nhưng mà dép của em đó là dép đế kép. Đấy, dép đế kép nhá, ấn đây là cái sản phẩm là của em, nó không như những cái sản phẩm của những người khác là nhựa tiền phong nhá. Đấy, dép này là dép bằng đế kép, da là da thật, chất lượng có bảo hành như thế. Có anh chị nào muốn được Thức Hoài tư vấn cho tất cả những dòng sản phẩm cao cấp thì hãy liên hệ và lưu số điện thoại kết bạn Zalo của Thức Hoài là 0983681256 và 0846868636 để được Thức Hoài tư vấn. Thì nhớ là các anh chị chụp màn hình của sản phẩm mình đã theo dõi và thích để kết bạn gửi luôn cho Thức Hoài. Thức Hoài sẽ tư vấn ngay sau ít phút nhá. Rồi thì cũng không quên lời chúc tất cả các anh chị em một ngày như thế là làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Em xin chào.